Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Có ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Kiên Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Hôm nay em sẽ review và giới thiệu cho các anh chị một lô đất có diện tích là 5.264 m² nha các anh chị, là hơn 502, gần 503 nha các anh chị. Mặt tiền lộ đan 3m nha, xe hơi, xe du lịch chạy tới đất nha các anh chị. Khu vực này thì điện nước đầy đủ nha, dân cư thì hiện hữu đông đúc nha các anh chị. Mặt tiền lộ đan này á, ngang là 31m, chạy thẳng dài vô 169m nha các anh chị. Phía trước lô đất có một cái view kênh nha, con kênh này rộng tầm khoảng 17m. Con kênh này rất là rộng nha các anh chị. Thì cái đường lộ đan này nó thông ra nhiều hướng nha các anh chị. Đường này đường thông nha. Thì với mặt tiền ngang 31m, chạy thẳng dài vô là 169m nha các anh chị. Tổng diện tích là 5.264 m². Thì trong đó có 348 m² là đất thổ nha các anh chị. Còn lại là 4.916 m² là đất lúa nha. Thì các anh chị khu vực Sài Gòn đừng quá lo lắng về việc người Sài Gòn sở hữu đất lúa, đất nông nghiệp nha. Thì bên em sẽ có anh chị tư vấn giúp cho các anh chị sở hữu được đất nông nghiệp nha. Và các anh chị nào có nhu cầu để đứng được đất lúa, đất nông nghiệp thì cứ liên hệ qua anh em sẽ hướng dẫn tư vấn giúp cho các anh chị để đứng được đất nông nghiệp nha các anh chị. Cách quốc lộ 62 tầm khoảng 3,2 km nha các anh chị. Cách trung tâm Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tầm khoảng 5 km nha. Thì cách thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tầm khoảng 18 km. Còn đối với các anh chị khu vực Đức Hòa thì các anh chị về tầm khoảng 64 cây nha các anh chị. Thành phố Tân An về tầm khoảng 51 cây. Và đối với các anh chị khu vực Nguyễn Văn Linh thì về tới đất tầm khoảng 78 km nha các anh chị. Nói chung thì em sẽ báo chính xác vị trí cũng như là khoảng cách cho các anh chị để hiểu được cái sản phẩm bất động sản này, để các anh chị có thể tìm hiểu hiểu rõ để quyết định mình có nên đầu tư hay không nha các anh chị. Đây là một cái sản phẩm thích hợp cho các anh chị làm vườn hoặc xây cất nhà vườn. Thì khu vực này thì đang canh tác lúa 3 vụ nha các anh chị. Đang canh tác lúa 3 vụ. Tổng diện tích là 5.264 m², trong đó có 348 m² là đất thổ nha. Mặt tiền ngang là 31m, chạy thẳng dài vô 169m. Đất vuông vức nha, điện nước thì đầy đủ nha các anh chị. Rồi, em sẽ không để cho các anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này. Lô đất này thuộc xã Kiên Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Thì tổng diện tích là 5.264 m². Thì chủ bán hết đất là 1,5 tỷ nha các anh chị. 1,5 tỷ thương lượng nha. Thì tầm là 285 ngàn trên 1m. 1,5 tỷ. Chủ kêu 1,5 tỷ thương lượng chính chủ nha các anh chị. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Ngang là 31m, chạy thẳng dài vô là 169m. Em quét lên không ảnh cho các anh chị, các nhà đầu tư hiểu rõ cái hình dạng như thế nào nha. Thì xung quanh dân cư có nhà luôn nha, các anh chị có thể nhìn thấy mấy cái nóc nhà. Và trước lô đất có một view kênh nha. Hậu dài vô tầm khoảng 169m, 170m như thế này là cũng tương đối đẹp nha các anh chị. Đa phần Tân Thạnh thì hậu dài tầm khoảng 300 đến 500m nha. Còn đây là cái bản vẽ của cái lô đất này nha. Một cạnh là 3m1 nè, ngang là 3m1 cộng 27m5 nè, thì tính như là 31m nha. Trong đó có 348m² đất thổ nha các chị. ONT là đất thổ á.
đất ở tại nông thôn nha. Sản phẩm này cũng rất là ok nha các anh chị. Đất để thích hợp để làm vườn, xe cắt nhà vườn á. Còn về giá cả thì các anh chị có thể thương lượng chỗ chính chủ nha. Và đây là cái bản vẽ phía sau. Thì đối với lô đất này có hai sổ nha, một sổ thổ và một sổ lúa nha. 4.916 m² là đất lúa nha các anh chị. Tổng chiều dài của lô đất này là 169 m. Đường xe hơi thông nhiều hướng nha các anh chị, thích hợp để làm vườn, xe cắt nhà vườn. Còn đây là cái bản vẽ em kiểm tra quy hoạch nha các anh chị. Khu vực này thì ngày xưa cái lô đất này là một cái sổ lớn nha, tới 71-72 m lận. Riêng thì cắt ra là một sổ 31 m nha các anh chị. Hậu dài là nguyên chạy dài nguyên cái thửa đất. Và cái mặt tiền màu hồng đó là mặt tiền thổ nha các anh chị. 50 m đầu là đất thổ. Còn đây là hướng chánh tây nha. Hướng chánh tây, hướng của cái mặt tiền lô đất quay về con lộ cũng như là view kênh nha. Thích hợp để làm vườn, xây cất nhà vườn. Thì khu vực này thì nằm trong hệ thống đê bao khép kín canh tác lúa 3 vụ nha. Có nghĩa là làm lúa quanh năm nha các anh chị. Thì các anh chị có thể canh tác lúa hoặc là mình lên clip trồng dừa, lập vườn, hoặc là mình xây cất nhà vườn, mình để cuối tuần mình về á. Đây là vị trí lô đất nha các anh chị. Xung quanh các anh chị nhìn thấy rõ rất có rất là nhiều nhà dân. Cách quốc lộ 62 3.2 km nha, trung tâm Tân Thạnh tầm khoảng 5 cây, Sài Gòn về tầm khoảng 78 cây nha các anh chị. Thì tùy theo vị trí của các anh chị mình sẽ có một cái khoảng cách khác nhau nha. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý phù hợp với mình thì các anh chị cứ liên hệ vào số điện thoại 0828 367167, gặp em là Quỳnh Thọ nha các anh chị. Và em sẽ tư vấn cho các anh chị những cái sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào nhu cầu của các anh chị luôn nha. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha các anh chị. Mỗi video đều có mã số hết. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha các anh chị. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo cầu. Các anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ liên hệ qua anh em. Bên em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả anh chị luôn nha. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh. Đăng ký toàn bộ là miễn phí nha. Và biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ưng ý. Chúc cho các anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả anh chị.